Thưa quý vị, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ lý luận và thực tiễn đã chỉ ra, sức mạnh của Đảng là ở chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng hoạt động của Đảng. Nhận thức sâu sắc điều này, thời gian qua Thành ủy Đà Nẵng thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh thường xuyên chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị số 04 ngày 8 tháng 1 năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Và quán triệt nghiêm túc đến từng cấp ủy, Đảng bộ thành phố đã đạt được kết quả bước đầu trong việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện từ diễn biến, từ chuyên hóa ở một bộ phận cán bộ đảng viên, đồng thời xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các trường hợp đảng viên vi phạm. Trong thời gian đến, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung của chỉ thị 04 vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để triển khai nghiêm túc và đồng bộ hiệu quả chỉ thị 04 gắn với các chủ trương văn bản mới của Trung ương và của Thành ủy, nhất là gắn với việc thực hiện kế hoạch số 45 về việc thực hiện kết luận số 21 của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị và tăng cường ý thức tự giác của mỗi đảng viên. Xác định công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sự chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thực sự trong sạch vững mạnh, toàn diện từ gốc, từ cơ sở. Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức Đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, cần hết sức coi trọng việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời củng cố các tổ chức Đảng yếu kém, xử lý nghiêm các đảng viên suy thoái, biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng. Đảng ta đã chỉ rõ, đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên luôn cần tự đánh giá lại mình, nhất là nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay để Đảng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.